Rồi, xin chào, em sẽ giới thiệu cho anh em chiếc Yamaha IB125, xe đời 2018 nha, một chủ sử dụng rất là kỹ luôn, có gắn rất là đầy đủ đồ cho anh em luôn. Rồi, em sẽ chạy thử cho anh em nghe nha. Sẽ chạy thử test máy cho anh em xem. Con này là máy móc là nguyên zin nha, một đời chủ sử dụng. Tư thế ngồi rất là thoải mái nha, phục rất là nhún à. Nhún rất là êm. Ngồi rất là thoải mái nha, không có mỏi lưng hay không gây gì khó khăn nha, rất là mạnh. Chạy rất là ok, sợ vô số sang số rồi rất là dễ phải nha, rất là dễ. Rất là ok. Xe rất là đẹp nha, nguyên zin 100% luôn. Giá của nó là 35 triệu. Anh em nào mua thì liên lạc cho em tới số điện thoại là 0369 nha, 669-659, hoặc anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ là có trên màn hình luôn, số điện thoại có trên màn hình cho anh em luôn. Con này là một đời chủ sử dụng nha, một đời chủ sử dụng rất là kỹ, còn nguyên zin. Ốc vít nè, rất là mới luôn. Rất là đẹp. Rồi, hẹn anh em. Anh em có gì alo cho em nha, hoặc kể địa chỉ cửa hàng. Rồi, xin chào tất cả toàn thể anh em, một lần nữa là quay trở lại kênh của Tuấn Mô Tô nha. Hôm nay Tuấn Mô Tô tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc xe Yamaha IB125 nha. Xe này mới về tại cửa hàng luôn. Đó, xe này là nguyên zin nha anh em. Nguyên zin, một đời chủ sử dụng rất là kỹ. Xe tháng 8 xe này là đời 2018 nha. Tháng 8 đời 2018, xe còn đẹp như xe mới. Máy móc là nguyên zin luôn. Đó, đồ đạc trên xe là tất cả là còn nguyên zin hết. Có gắn thêm cái cản chống đổ phía trước luôn, cây gắn cờ phía trước luôn cho anh em. Đó. Con này thì cực kỳ đẹp rồi. Con này anh em nào mua thì liên lạc cho em tới số điện thoại là 0369 nha, như thường lệ 669-659, hoặc có số điện thoại trên màn hình luôn cho anh em tham khảo.
Địa chỉ có trên màn hình luôn nha, địa chỉ là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Yamaha IB125. Một đời chủ sử dụng đời 2018. Đồ đạc anh em thấy không? Ốc vít à, còn như mới nha, còn rất là sáng luôn, hầu như là còn 7 màu. Trời nó nắng này nó chói. Có gắn thêm cái miếng chắn gió phía trước này nè, với lại một cái cản chống đổ này luôn. Này nhìn rất là đẹp nha. Riêng của nó là nó không có khó cản chống đổ này nha, với lại cái chắn gió này người ta gắn thêm, nhìn em thấy rất là đẹp. Kính chắn gió em thấy rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Xe này thì Ido của nó chạy đến mười mấy ngàn cây rồi. Để em xem luôn. Ido của nó chạy 14.000 cây. Nhưng mà xe là còn nguyên zin nha. Kiến hậu cái gì là còn nguyên zin, không động chạm tới một cái gì luôn. Vóc dáng xe này là kiểu dáng cà phê, rất là đẹp. Rất là thích hợp cho anh em nhiều lứa tuổi, anh em đi phượt rồi rất là thích hợp luôn. Trời nắng này nó cái màu nó sống. Miếng này là em lấy của chiếc thằng Honda gì của thằng Honda đó, em gắn vô cho nó đẹp đó nha. Chứ ring của nó là không có khó đâu nha. Nhìn nhông trên đĩa này, nguyên ring hết. Đó, anh em hầu như là chưa tăng sơn luôn hết. À, có tăng rồi. Đó. Anh em nhìn đây, rất là đẹp nha. Nhông trên đĩa rồi gì là quá đẹp. Và giá con này là 35 triệu nha anh em. Giá con này là 35 triệu. Anh em nào mua thì liên lạc cho em thì số điện thoại là 0369 nha, 669-659. Xe này bao anh em là máy móc là nguyên zin nha, không có mở một cái gì luôn. Rất là đẹp. Đồng hồ nhìn rất là đẹp luôn, hầu như là có bố số vậy này luôn. Anh em đi số bao nhiêu nó hiện cho mình số bấy nhiêu. Đây là số mò bên này. Còn anh em đi số 1 nó hiện số 1, đi số 2 nó hiện số 2 nha. Tùy theo anh em đi số mấy thì nó hiện cho mình số bao nhiêu chỗ này. Rất là dễ. Rất là ok. Cần số này nó rất là dễ cho anh em mới tập chạy nè. À, anh em thích là dậm phía trước anh em, còn anh em móc lên khó thì anh em dậm phía sau. Rất là dễ, cần số này nó dính đầm này rất là dễ nha. Rất là dễ bỏ số luôn. Đó, một anh em dậm phía trước, số 1 trước anh em dậm phía sau. 2 3 4 5 móc lên phía sau. Ông này anh em nhìn ốc vít này. Như cũng như cái con xe mới. Anh em nhìn này, rất là sáng luôn nha. Đó, anh em nhìn đi. Quá ok luôn. Dòng con này chạy cực kỳ lợi xăng nha. Anh em chạy 40-50 cây số một lít xăng, rất là lợi xăng mấy dòng này. Mấy dòng này thì anh em tư thế ngồi rất thoải mái luôn, kiểu dáng cà phê. Bi đông cao nha, anh em ngồi rất là thoải mái nha. Anh em ngồi rất là thoải mái luôn.
yên phía sau này, anh em ngồi ai ngồi ngồi phía sau này cũng ok. Cái này anh em thích anh em về gắn thêm cái thùng rất là dễ nha, thì cái ba ga này nó bằng, anh em gắn thêm cái thùng nữa rất là dễ, mua thêm cái thùng gắn vô rất là đẹp luôn. Ngồi đặt con này, nội thất con này thì quá ok. Mà giá con này bên Tuấn Mô Tô bán ra với giá là 35 triệu nha. Anh em nào mua thì liên lạc cho em. Anh em nhìn con ốc nè, nhìn con ốc còn như xe mới, phải không? Ốc vít không khác gì chiếc xe mới. Cút trước nè, rất là đầy đủ. Con này bi đông cao nha, tư thế ngồi rất là thoải mái luôn, không có mỏi lưng nha. Anh em để ý rất là thoải mái, không có mỏi lưng. Dòng Yamaha thì cực kỳ bền rồi, rất là lợi xăng, cực kỳ bền luôn. Kiến chắn gió anh em nhìn rất là đẹp ha, cứ gắn cái kiến chắn gió nhìn rất là đẹp. Cái này là em lấy bên chiếc xe gì đó em chế của em gắn qua đây nha, chứ không phải là riêng của nó nha. Em lấy bên chiếc xe Honda gì đó em gắn qua đây đây. Cái này thằng kia nó mua nó bỏ ra em gắn vô cho nó đẹp á, nhìn cũng rất là đẹp. Anh em thích thì không thích thì về tháo ra. Bạn hai con ốc này lấy cái này ra rất là dễ. Còn cái chống đổ này thì gần chủ xe nó mua nó gắn vô, gắn vào mấy trăm ngàn á, cái chống đổ cũng rất ok. Giá con này là 35 triệu nha. Anh em nào mua thì liên lạc cho em tới số điện thoại là 0369 nha, 669-659. Hoặc anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Giá con này là 35 triệu. Một đời chủ sử dụng nha, một đời chủ sử dụng mua xe mới luôn nha anh em để ý nha. Rất là đẹp. Nhìn đồ này còn rất là sáng nha, rất là bóng luôn, đồ ring hết, bô là cũng còn ring hết nha, không có độ, không có chế gì hết. Nè con ốc nè, mềm này ấy như xe mới.
bình xăng, anh em nhìn nè, giờ bằng như xe mới luôn, không khác gì với xe mới. À, rất là mới luôn. Máy cực kỳ dữ. Nổ rất là êm nha. Đây là đồng hồ tua máy của nó nè.